Trời ơi, một em nhất nha. Quá bự luôn. Một em hổ hành. Nặng ầy luôn. Đại ca. Nói rồi. Không có chuẩn thanh lọc á. Không. Đúng đại ca cả nhà ơi. Đen như lò nồi luôn. Hai, chào cả nhà. Lại là mình đây. Hôm nay tiếp tục anh em mình lại đi thăm bẫy nha cả nhà. Thì hôm nay anh em mình sẽ thăm bẫy ở khu vực vòng vòng ở đây. Ở đây thì anh em mình có đặt 5 cái. Thì bây giờ anh em mình sẽ lên đường đi thăm bẫy nha. Cả nhà muốn biết hôm nay anh em mình có gì cả nhà nhớ xem hết video của anh em mình nha. Bây giờ thì mình lên đường thôi. Bây giờ mình sẽ tới cái đầu tiên. Ấy. Trời ơi chết rồi. Dính con hổ hành mà chết rồi. Chết rồi. Anh mình hú rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi tới điểm của anh mình. Gì vậy? Ôi. Em hành khoảng chừng 3 lạng nè. Đặt lại đi. Hành này lát ra mình xử lý mình bắt luôn nha. Mới vào. Mới ăn chuột à, mới cái này nó mới vô nó ăn chuột à, nên hả cái bụng còn mập quá trời. Xíu nữa anh mình sẽ bắt ra cho cả nhà xem nha. Giờ để anh mình đặt lại. Mình sẽ tới cái kế tiếp nha cả nhà. Trời ơi, một em nhất nha. Quá bự luôn. Một em hổ hành nhất, con này khoảng chừng 6-7 lạng à. Hôm nay mưa bão quá, mới nắng được có 2 cây. Giờ được em này thấy cũng mãn nguyện rồi. Hành. Đù, hành gì á? Nhất cái chứ, 6 lạng, 6-7 lạng. Con này bự rồi. Lồng lớn mà, lồng lớn thằng chị thấy nó rộng. Ừ, tại lồng này lồng lớn. Ủa nó chạy dài ghê không? Đã rồi. Anh em mình bắt đầu bắt rắn ra luôn nha. Giòn lóng lên. Gài hôm. Vô cái nó gài hôm lên. Bự mà. Chen á, chen cái hôm này cái hôm kia nó tự vậy. Đó. Sáu gram không? Nửa ký ạ. Nửa ký à, vậy là loại 2 à. Trời ơi. Già là nó để lại miếng trao liền. Hết chuột hả? Hết chuột rồi. Còn mình dùng mấy bữa, 2 bữa rồi. Con đó còn chuột không? Hết chuột luôn. Vô nó mất chuột luôn. Ôi, nó nhỏ quá, vô nó để mất chuột trời. Xíu về nó ói nữa. Bụng còn ú nù. Đó chào. Ôi quá trời mập không. Sao vậy tự nhiên không da thằng bò ngược chứ vô làm chi vậy? Cấu đầu vô. Có chân nó bị gài hơn chạy da nó. Gài hơn chưa vô hơn. Đó. Con thứ hai. Này cái bụng chà bá luôn. Thơm hẳn ghê. Giờ nghe mùi được ngọt luôn. Đây 4 lòng được 2 con. Cũng ngon rồi. Giờ tiếp tục lên đường, đi tới cái kế tiếp thôi.
Rồi mình sẽ tới cái tiếp của mình nha. Chập. Rồi cả nhà thấy chưa? Chưa kịp để tay vô nữa cái đậu đưa dài. Đầu con rắn nó cũng to nha. Ủa con này bự quá mà sao nó bị kẹt đầu ta? Còn sống nha. Ủa sao nó to quá mà bị kẹt đầu chạy? Quá trời bự luôn mà sao kỳ vậy? Này. Ủa sao bự quá mà sao bị kẹt đầu ta? Không có đâu. Con chuột vô nó bự. Vậy hả? Con là ba lẻ nè. Hèn chi nói sao mà cái mình nó quá trời bự luôn mà sao bị kẹt đầu. Bây giờ mình mà bắt con chuột ra luôn nha. Ủa bắt rắn chứ. Nó vô lỡ gài không ta? Mấy hôm này hôm kính vô tự gài, còn nhiều lúc mình đặt mà nó bị đè đầu quá nó cũng tự động nó gài luôn nữa. Bốn đụng rồi đây ghê nè. Cộng hồn nha. Trời trời không sao đâu. Lát về sửa lại. Đừng đòi ơi. Bốn đụng rồi ta. Cái gì mà 40 viên viên gì đây, 40 viên gì? Dạ nhá. Dạ. Cái bụng nó còn con chuột á nên nó mập ú ù. Xíu nữa ói nữa giờ. Nó bị chuột cắn nữa nè. Ừ, bị chuột cắn. Bị chuột quất lên nè. Nó quăng chuột nó ăn lại. Quất cho chuột. Chuột quất nó. Vô. Còn có thứ ba của ngày hôm nay. Ngon lành này. Rồi tiếp tục anh em mình lên đường thôi. Mình tới cái tiếp cả ngày. Trông quá ta. Trông. Trời ơi đại ca rồi. Ê không phải. Không phải đại ca. Cậu ơi sao nặng quá trời nặng luôn. Giống đại ca quá trời luôn. Đại ca chứ gì. Trời ơi nặng quá trời luôn. Đại ca. Nặng y luôn. Đại ca. Đại ca nha. Nói rồi nói rồi. Không có chuyện thân mộc á. Không không không. Đúng đại ca thì cả nhà ơi. Đen như lò nồi luôn. Trời ơi. Cầm lên nặng y luôn mà. Quá trời bự, cả nhà thấy đã chưa? Cuối cùng thì mình cũng về tới nhà cả nhà ơi. Được mấy con hổ hành. Được mấy con, được ba con hành à. Nhưng chủ yếu là con này nè cả nhà. Con này là mình để gì luôn chứ mình không có bắt gì à. Chủ yếu là con này thì quá dữ rồi, cả nhà thấy không? Mặt trăng này. Này rất may mắn cho anh em mình luôn. Thì video của mình xin tạm dừng tại đây luôn cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh á, cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hiền Vlog nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.